Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK Dạo gần đây các bạn thì các bạn có thấy rằng AFK Dina hiện tại đang ngày càng mất dần cái sức hút của mình không? Nếu mà các bạn tin ý thì các bạn có thể nhận ra Dạo gần đây các bạn cảm giác AFK Dina nó đang mất dần cái sức hút của mình các bạn Nó thật sự là nó đang mất dần sức hút thật Tại Lý do tại sao mà mình bảo AFK Dina hiện tại nó đang mất dần sức hút á? thì mời các bạn đến với một vài cái phân tích, một vài cái góc nhìn của mình nha về cái tựa game lâu đời này. Đầu tiên các bạn, đùng một cái tại cái thời điểm trước thì chúng ta ra mắt hệ long tộc. Thật sự thì cùng một lúc mà ra mắt quá nhiều tướng các bạn, nó dẫn đến cái sự bội thực và nó tạo ra một cái áp lực, gọi là áp lực lên tướng mà ha áp lực ấp tướng dành cho những người chơi mà dạng như là không có điều kiện đầu tư quá nhiều vào long tộc chúng ta không thể nào trong một sớm một chiều mà các bạn lên full tất cả các vị tướng long tộc hoặc là những người chơi sâu này thì cái cơ hội để mà họ tiếp cận tới một hệ tộc mới như long tộc lại sẽ khó hơn rất nhiều bạn nó sẽ khó hơn rất là nhiều ví dụ như newbie bây giờ chơi đi ngày xưa thì chỉ có bốn hệ sau đó thì có thể thần ma sau này ra thêm không gian giờ lại thêm long tộc như vậy cái số lượng tướng cái số hệ tướng mà cần phải nâng các bạn càng ngày càng nhiều nó sẽ tạo ra cái khoảng cách rất lớn giữa newbie và đi và cái con đường mà newbie mới lú đầu vào game thấy được các bạn là nó xa thăm thẳm luôn á mặc dù hiện tại đang có một số cái gọi là cái động thái các bạn nghe giúp cho newbie có cơ hội tiếp cận cũng như những người chơi pre to, to, play thì có cơ hội tiếp cận tới những con tướng long tộc như chúng ta đã có thể đổi được cái con hewin trong cửa hàng ban hội hoặc là hiện tại chúng ta cũng đổi được con yujin nhưng mà nó vẫn không ăn nhầm bộ đâu các bạn chúng ta cũng tốn một thời gian rất là lâu rất là dài để các bạn sầu được những con tướng free đặc biệt là những con tướng long tộc ha chưa kể tới là bên cạnh đó chúng ta còn những con tướng hệ thường chúng ta còn những con tướng gọi là hệ đặc biệt và hệ không gian cả núi tướng mà ví dụ như anh em newbie mà mới bắt đầu chơi vào game á thì cảm giác giống như là đứng dưới chân núi các bạn đây là đỉnh olympus luôn á nhìn lên đỉnh đó và có một khoảng cách thiệt dài các bạn cần phải bò lên và để nhanh chóng nối gần cái khoảng cách giữa chân núi và đỉnh núi không có cách nào khác ngoài việc đó chúng ta phải nạp mà cái tự game này không phải nạp ít đâu bạn. Thật sự cái số tài nguyên số tiền các bạn cần bỏ ra để kéo ngắn cái khoảng cách từ đỉnh núi về chân núi nó sẽ là một con số vô cùng khổng lồ. Do đó mình nghĩ là cái tự game này nó đang thiếu sức hút với những người chơi mới. Thật sự cực kỳ thiếu sức hút với người chơi mới luôn. Tại vì áp lực các bạn phải lên tướng nó quá nhiều. Và cái cái con đường mà các bạn đu theo những người chơi trước đó, nó quá xa các bạn. Tạo ra cảm giác gọi là các bạn sẽ liên tục cảm giác áp lực và cảm giác các bạn mệt mỏi ha. Rồi nó thiếu sức hút với người chơi mới Đây là cái nhận định của mình Tại vì lý do là hiện tại cái bệ tướng của con game này quá nhiều Quá rộng Cái dàn tướng của chúng ta quá nhiều luôn ha Đã tướng ở Hoa Kinh Rồi đã tướng thức tỉnh Rồi tướng Long Tộc Rồi cả cũng cả tướng không gian Bên cạnh đó là vô số những con tướng hay đặc biệt Và tướng hệ thường cần nâng các bạn Nó tạo cái cảm giác nản dành cho newbie Khi mà bắt đầu tiếp xúc vào game Mặc dù là đã có rất là nhiều video hướng dẫn các bạn newbie đầu game nên chơi như thế nào, nhưng mà cơ bản là những con tướng các bạn cần phải lên nó cả một lít siêu dài rồi cái thứ hai các bạn bạn nào đỡ giúp những cái sự kiện của con game này nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại theo cái dạng đó là gì chúng ta làm nhiệm vụ theo ngày chúng ta nhận được những cái loại tài nguyên đơn giản như thế này và chúng ta vào để chúng ta đổi tài nguyên hết những cái sự kiện của game không dạng này thì dạng khác cũng là dạng chúng ta làm nhiệm vụ theo ngày chúng ta là lấy tài nguyên rồi chúng ta đổi vật phẩm trong game hết thì uh, có một vài cái sự kiện khác như là vùng sao thần bí hoặc là đua tốt bít mực mà lâu thiệt lâu nó ra một lần các bạn vùng sao thần bí thì cũng không đủ quá hấp dẫn để tạo nên cái sự xôn xáo trong game hoặc là một vài cái sự kiện khác như là thám hiểm trữ tình hoặc là hỏi đáp các bạn những cái sự kiện như đó nó thật với các bạn nó vô cùng nhàm chán mà nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại các bạn ha nó tạo cảm giác nhàm chán và không có gì gọi là mới mẻ cho những người chơi thậm chí là những người chơi cũ nha sẽ cảm giác rất là nhàm chán đối với những sự kiện như thế này mình nhận xét thêm là có một cái sự kiện gọi là đấu bài ma thuật các bạn ha nếu mà chúng ta ngó sang cái tự game được gọi là sinh sâu để muộn so với thánh địa apk đó là tự game hành trình apk các bạn thì rõ ràng cái đấu bài nhân phẩm của bên apk arena này không bằng một góc so với đấu trường đấu trường danh dự bên kia, đấu trường danh dự kia chúng ta có cơ hội test tướng trải nghiệm tướng mới, tùm lâm thứ các kiểu. Còn bên đấu bài nhân phẩm này nó kiểu giống như là trò hề vậy các bạn. Đây mình không phải nói quá nha. Bạn nào đã từng trải nghiệm cái đấu trường danh dự bên phía hành trình APK thì các bạn có thể cảm nhận được những cái sự kiện cái sự kiện đấu bài nhân phẩm ở bên APKina nó như là một trò hề vậy các bạn. Cái này là mình không phải ham kết, không có gì biểu gì từ game đâu nha, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Rồi, một vài cái chế độ chơi khác như là ví dụ như là đỉnh thời gian thì ban đầu nó sẽ ra một đống cái cho chúng ta cày, cái chính chúng ta cày những cái này là chúng ta lấy về tài nguyên thôi. Rồi những cái như là bong bóng lang thang, liên danh lịch sử, thí luyện của thần, chúng ta cày để lấy tài nguyên và lấy vật phẩm. Sau khi cày xong là coi như xong. Những cái độ chế độ chơi gọi là giải trí, giải trí phụ của bạn gần như không có. Ví dụ ngày xưa thì chúng ta rất mong chờ cái chế độ chơi giải trí phụ đó là bóng tối xâm lấn, nhưng hiện tại nó cũng dừng ở cái này rồi lâu rất lâu rồi chúng ta không hề có thêm bất kỳ một con tướng mới nào trong cái chế độ sinh tồn survival này người ta rất thích chế độ chơi này ha nhưng mà lâu rất là lâu rồi các bạn không hề thấy một con tướng mới nào được thêm vào một ải mới của bóng tối xâm lấn này được thêm vào để chúng ta trải nghiệm chúng ta chơi trong những lúc mà chúng ta rảnh rỗi chúng ta không biết gì làm vậy từ game này giống như kiểu chúng ta là mày, mày rảnh thì mày vô mày kỳ map đi mày rảnh thì mày kỳ tháp đi hết ăn rồi các bạn tham gia sự kiện các bạn lấy tài nguyên các bạn nâng tướng xong rồi các bạn đi bê bê, bê, bê cây tháp kỳ ải rồi các bạn chơi những chế độ như là các bạn đánh uh, bốt bang đánh quân quốc bị sáng đánh hành lạc mộng đánh uh, xếp tim xếp đột kho báu và đánh quân quốc biển rủa cr xoay quanh những cái chế độ chơi đó là hết các bạn và nó không hề có cái tính đổi mới ở đây là mình nói nhá. cái sự lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại qua rất là nhiều năm qua tạo ra cái độ nhàm chán cho phần đa người chơi hiện tại đang chơi từ game này bạn nào đã chơi game này thật lâu rồi bạn hãy nói thật lòng mình comment comment bên dưới video thử các bạn có đang chán với cái sự lặp đi lặp lại hồi những cái sự kiện những cái hoạt động mà các bạn phải diễn phải làm hàng ngày không thậm chí mình biết rất có nhiều bạn thậm chí bây giờ chán còn không muốn không thèm leo map luôn leo map cũng không thèm leo tháp cũng không thèm bạn hàng ngày vô làm nhiệm vụ tên tên, tên apk xong out cái thời gian các bạn bỏ ra để trải nghiệm apk càng ngày nó càng giảm tại vì cái độ chán của con game này cái độ, độ độ nhàm chán của con game này nó không tạo ra sự hứng khởi ha quan trọng là nó không có tạo được cái sự hứng khởi để chúng ta cảm giác thích thú khi chúng ta chơi game thật sự với bạn có nhiều ngày mình về mình có thể bỏ ra nửa tiếng hồ để mình lướt facebook mình xem tin tức về bảo lục vân vân này nọ cô này cô kia nhưng mà chỉ có tầm khoảng 10 phút 20 phút login vào game đó là nhiệm vụ thậm chí mình lười mình không muốn lóc luôn các bạn tại vì nó không có tạo ra sự hứng khởi để mình có thể vào mình xem rồi, ở đây thì thêm một phần nữa các bạn, đó là sự nhàm chán đến từ những cái bảng xếp hạng. Thật sự vô cùng nhàm chán luôn. Các bạn xếp hạng nó 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 không có gọi là không có cái gì thay đổi mới bạn ha. Thậm chí cái ví dụ như các bạn có top một đấu trường, hàng ngày các bạn nhận được gì? top một một đấu trường trong cái con game này ngày chúng ta nhận được một vài chục kim cương vô cùng thảm luôn bạn nó không xứng đáng với cái nỗ lực với cái vị trí mà các bạn đang đứng do đó thì nó không không có tạo được gọi là cái động lực để các bạn cố gắng đua top đặc biệt là cái top như top đấu trường ở các bạn như mà top đấu trường bay ba nhận ít xu để các bạn đổi tài nguyên còn các bạn đấu trường đơn các bạn top 1 thì cùng lắm một ngày các bạn nhận được vài chục kim cương các bạn nghĩ xứng đáng không không ráng đua top lên top 1 để làm gì một ngày nhận được có vài chục kim cương chẳng bao biển các bạn nó rất là tệ so với rất là nhiều cái tự game đó, ha quà đấu trường và tốt đấu trường rất là tệ và cái quà top hàng ngày á ví dụ như các bạn đua top được hàng ngày ấy, cái quà top hàng ngày trả về cũng rất là thấp ví dụ như top của cướp đột kho báu cũng là top theo tuần hành lát mồng cũng là theo tuần rồi quân quốc biển rửa cũng là theo tuần nên là cái cảnh mà chúng ta áp lực để chúng ta ngày nào của chúng ta đăng nhập vào game nhiều nó không còn mà triết nó tạo ra cảm giác nhàm chán ha rồi và đặc biệt là ở đây thì bên Arcadia nó không phát triển thêm nhiều cái chế độ chơi để chúng ta có thể trải nghiệm và chúng ta hứng thú và đặc biệt hiện tại mình thấy cái kiểu cái xu hướng nha mình đang nhận xét cái xu hướng làm game hiện tại các bạn xu hướng làm game hiện tại cũng rất là nhiều tựa game mà cái của ngành game á đặc biệt là game mobile nó có cái xu hướng gọi là xu hướng theo mùa theo mùa giải các bạn theo uống theo mùa giải tương tự như các bạn thấy là l chúng ta có liên minh điện thoại mặc dù có những mùa giải trước nó vô cùng thành công với những cái bộ trang bị với bể tướng với này với kia với map nhưng mà các bạn thấy ha không bao giờ họ giữ nguyên một cái map họ để họ chơi hoài các bạn có, có công nhận không sang mỗi mùa thì nó đều có những cái tính năng mới đều những tính mới như trang bị nè rồi bé biết các kiểu rất là nhiều thứ tính năng mới được cho vào nó tạo ra sự hứng khởi và làm cho người chơi kiểu như là thích thú và muốn tham gia, muốn chơi, muốn tìm hiểu ý chức. Ý nhất thì cũng muốn biết được sức mạnh của những cái món trang bị này như nào, tìm hiểu thử như nào, kết hợp chung với những con toán, con tướng cũ chúng ta từng chơi nó cho ra hiệu quả gì vân vân các kiểu đúng không? Còn này cứ như vậy nó cứ tèn tèn làm tới ngày này qua tháng nọ, lặp đi lặp lại không hồi kết, tạo ra sự nhàm chán bắt buộc. Đó, dẫn dẫn đến việc là càng ngày chúng ta càng càng không có hứng thú khi đăng nhập vào game cũng như đi chơi game. Đó, một số bạn thì thời gian này thì trỗi lên thì muốn cày nhiều nhưng thật sự với các bạn, thực sự với các bạn nó nó tạo ra cái cái uh, kiểu như vậy uh, riết thì nó nó ấy với lại một phần nữa các bạn cái sự hứng khởi nhất của cái tự game Arc Arena này ngày trước nó mang lại cho chúng ta đó là gì các bạn đó là những cái con tướng mới thật sự những cái con tướng mới nó ra chúng ta rất mong chờ và mong đợi những con tướng mới các bạn nhưng mà các bạn dạo gần đây các bạn ha như cái bài phân tích về những con tướng ở hoa của năm 2024 mình đã làm thì các bạn có thể thấy những con tướng ở hoa năm 2024 này nó nó thật sự là nó tạo nên cái sự nhàm chán luôn mà nó không quá nổi trội không quá đặc biệt những cái đề tài thảo luận về những con tướng ở hoa kinh hiện tại nó đã không còn sôi nổi giống như ngày trước nữa rồi bạn bạn nào có để ý đi rồi bạn cứ để là mình luận bên dưới xem thử mình nói đúng không nha nói các bạn để những cái đề tài bàn tán hay thảo luận về những con tướng ở hoa kinh đợt này nó đã không còn sôi nổi như ngày trước nữa rồi, bạn những cái con tướng bây giờ ra mắt nó cứ cảm giác sao sao đó bạn ha và mình cảm giác một điều hiện tại như Arcanina nó muốn đề cao cái tầm quan trọng của những con tướng hệ long tộc các bạn nào đấy để đấy để và nhận xét giúp giúp mình nha cảm giác giống như là đang muốn đề cao tầm quan trọng của những con tướng long tộc ra rất là nhiều con tướng đã bút sức mạnh cho long tộc ví dụ như là chúng ta có có con me lên nè lan nè bút sức mạnh cho con quay nét đó các bạn công nhận không ra cùng lúc vài con tướng long tộc chỉ bút sức mạnh cho một con đó cái này là nó đây là nhận định của mình nha Các bạn thấy đúng hay không thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới vô Bên dưới video Và tổng hợp rất rất là nhiều những cái thứ đó Nó tạo nên cái cái tự game Amcanina hiện tại nó đang dần 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 bị thiếu sức hút các bạn Đây là nhận định của mình ha Thậm chí bản thân mình như mình đã chia sẻ có nhiều lúc là mình Thậm chí mình không muốn đăng nhập vào game luôn các bạn Thậm chí không muốn đăng nhập vào game luôn Thường thường tối về mình sẽ chơi game xí nhưng không, không đăng nhập vào game Sáng ra thì mình sẽ cố gắng dậy sớm trước 7 giờ login in game xíu làm nhiệm vụ này nọ này, này kia xong mình out. Đó các bạn hả? thời gian online của mình chỉ là thời gian tầm đó thôi và nhiều khi mình ngủ quên là coi như ngày hôm đó mình khỏi làm nhiệm vụ khỏi làm gì luôn đây là những cái cảm nhận của mình về tựa game Arcadina hiện tại mình cảm giác nó đang ngày càng, ngày càng thiếu cái sức hút và nó tạo ra cái sự như vậy các bạn rồi các bạn cảm nhận như thế nào về chủ đề mình bàn luận thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau xin chào tạm biệt bye bye